Hơn một năm kể từ khi chính phủ đồng ý mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, đến nay lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã cải thiện, song chưa đạt được như kỳ vọng. Được đánh giá là nước đi sớm có chính sách mở cửa, phục hồi nhanh, nhưng kết quả của du lịch Việt Nam lại đi sau nhiều nước. Tính đến tháng 5 năm 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam là 4,6 triệu lượt, đạt khoảng 60% so với kế hoạch. Yêu cầu đặt ra là cần có thêm nhiều chính sách, thông thoáng, đổi mới cách làm để việc thu hút khách quốc tế đạt hiệu quả hơn nữa. Theo bảng xếp hạng chỉ số phục hồi du lịch sau Covid của công ty nghiên cứu thị trường du lịch Forward Keys, Việt Nam đang đứng cuối bảng xếp hạng phục hồi du lịch quốc tế so với các nước trong khu vực. Trong khi đó, dù mở cửa chậm hơn Việt Nam, Thái Lan vẫn kịp đón được hơn 10 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022, mang lại tổng thu 14 tỷ đô la Mỹ. Một số thị trường chính của Thái Lan ở châu Âu đã trở lại, đạt gần với mức trước Covid, trong khi không có thị trường trọng điểm nào của Việt Nam phục hồi đạt mức 50% so với thời điểm trước Covid-19. Có lẽ lý do mà tác động nhiều nhất đến du lịch quốc tế trên cả toàn cầu đấy là cái tình hình an ninh giảm sút, độ tin cậy của khách khi đi du lịch ra nước ngoài cũng bị giảm theo. Ngoài ra có tình hình lạm phát ở trên toàn cầu. Rõ ràng các nước khác ở trong khu vực cũng chịu ảnh hưởng tương tự như vậy. Thế thì tại sao ngành du lịch Việt Nam chưa đạt được cái tỷ lệ phục hồi tương tự như các nước trong khu vực đầu tiên? Thì chúng ta có thể thấy rằng công tác quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam là còn chưa được mạnh. Có lẽ chúng ta vừa nghèo nàn về nội dung, rồi còn chưa đẩy mạnh đến các cái thị trường trọng điểm. Chúng ta vẫn còn những cái điểm nghẽn mà sẽ còn cần phải giải quyết. Trung bình lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ bằng 1/5 khách nội địa, nhưng lại đóng góp khoảng 58% tổng thu nhập từ khách du lịch. Tuy nhiên, những hạn chế trong ứng xử và dịch vụ lại đang khiến hình ảnh Việt Nam trở nên kém hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế. Tôi nhận thấy nhiều mặt hàng không có giá niêm yết. Tôi đã quen với việc ở Đan Mạch mọi hàng hóa đều có giá cả rõ ràng, nên việc phải mặc cả để mua hàng với đúng giá trị và không bị hớ khiến tôi khá lung túng. Rất khó để tìm thấy quầy thông tin cho khách du lịch ở trung tâm thành phố Hà Nội. Phương tiện giao thông công cộng cũng không thật sự thuận tiện cho du khách. Khi tôi đi bộ ở khu vực phố cổ thì cũng khá lo lắng khi sang đường. Vì tôi đi du lịch Việt Nam hơn 2 tuần, nên tôi buộc phải xin visa. Chắc chắn là để khám phá và cảm nhận trọn vẹn Việt Nam, thì hành trình của chúng tôi phải dài hơn 14 ngày. Bất cứ du khách nào khi nghĩ đến việc phải xin visa sẽ đều cảm thấy khá là bất tiện. Nếu như chỉ cần một cuốn hộ chiếu và bạn có thể đến Việt Nam du lịch thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vâng, có thể thấy chính sách visa chính là một trong những nút thắt lớn trong việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến du lịch với khách quốc tế. Tại phiên họp vào ngày 24 tháng 6, Quốc hội đã chính thức thông qua việc nâng hạn visa điện tử lên 90 ngày và cùng với đó nâng thời hạn tạm trú đơn phương miễn thị thực lên 45 ngày. Như vậy là một nút thắt của ngành du lịch đã được tháo gỡ thành công, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thu hút khách quốc tế, tăng khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Một trong những vấn đề được coi là chìa khóa trong các giải pháp phục hồi phát triển du lịch quốc tế là chính sách thị thực. Theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Thế giới, chính sách miễn thị thực được coi là chính sách ưu đãi nhất để thu hút khách du lịch nhiều nhất. Nếu Việt Nam triển khai việc cấp thị thực tại chỗ mà không cần đăng ký trước, không chỉ tạo thuận lợi cho du khách quốc tế mà còn thúc đẩy việc quay trở lại Việt Nam của họ. Bên cạnh đó, việc gia hạn thị thực lên 3 tháng sẽ thu hút thêm chuyên gia nước ngoài của các công ty FDI đến đây. Chính sách thị thực cởi mở không chỉ mang lại lợi ích cho ngành du lịch nói riêng, mà chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam. Cũng theo Tổ chức Du lịch Thế giới, các nước khi áp dụng chính sách miễn thị thực có thể thu hút được thêm từ 5 đến 25% số lượng khách du lịch quốc tế đến quốc gia đó. Chính vì thế, một số quốc gia đã tận dụng những chính sách mang tính đột phá này để thu hút du khách quốc tế. Chúng tôi nhận thấy rằng chính sách visa là một trong những điều kiện quan trọng để thu hút khách du lịch quốc tế.
Bởi vậy, kể từ khi mở cửa du lịch sau COVID-19, Thái Lan có tới 7 lần thay đổi chính sách liên quan đến xuất nhập cảnh và lưu trú với người nước ngoài. Trong năm 2023, chúng tôi kỳ vọng sẽ đón ít nhất 30 triệu khách quốc tế. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ số năng lực phát triển của du lịch Việt Nam năm 2021 xếp thứ 52, tăng 8 bậc so với năm 2019, nằm trong số 3 quốc gia tăng cao nhất trên thế giới. Độ mở với chính sách visa cũng là tiêu chí để nâng cao năng lực phát triển du lịch Việt Nam. Đây cũng chắc chắn sẽ là một cái nền tảng vững chắc để cho các cái doanh nghiệp tự tin, cũng như là quảng bá truyền thông xúc tiến, cũng như là hướng tới cái những thị trường mục tiêu mà họ đang cố gắng thu hút. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng là từ khi chính sách ban hành cho đến khi nó có kết quả, luôn luôn nó cũng có một cái thời gian, nó cần phải có cái độ trễ. Và trong thời gian đó mình cố gắng làm sao rút ngắn được cái độ trễ đó để chúng ta tận dụng được cơ hội để chúng ta thu hút được khách quốc tế càng nhiều hơn đến với Việt Nam. Chưa bao giờ cái tên Việt Nam đến gần với du khách thế giới như bây giờ. Gần như tuần nào chúng ta cũng có một điểm đến, một công trình hoặc một món ăn nằm trong top đầu các danh sách tầm châu lục và thế giới do các hãng thông tấn uy tín quốc tế bình chọn. Đặc biệt, sự kiện các nhà hàng ở Việt Nam được trao sao Michelin đầu tiên thu hút sự quan tâm lớn của báo giới quốc tế. Sở hữu những lợi thế được đánh giá chưa bao giờ tốt hơn, chính sách thị thực cởi mở đang được trông chờ.